Tin bóng đá trưa ngày 19 tháng 10. Messi sắp dự giải đấu mà Ronaldo phải xem qua TV. Theo ESPN, Inter Miami là đại diện của MLS tham dự FIFA Club World Cup 2025. Việc Inter Miami được chọn xuất phát từ quyết định của FIFA khi cấp thêm một suất cho nước chủ nhà Mỹ. Phía MLS không có quyền quyết định trực tiếp đội bóng nào sẽ có mặt tại FIFA Club World Cup. Ban tổ chức gợi ý danh sách các câu lạc bộ có thể tham dự. Cuối cùng, FIFA quyết định lựa chọn đội bóng vừa giành Supporters Shield 2024, Inter Miami. Messi sẽ có dịp tranh tài và bổ sung thêm vào bộ sưu tập danh giá của mình một danh hiệu khác. Đáng chú ý là câu lạc bộ Al Nassr của siêu sao Cristiano Ronaldo lại không đủ điều kiện tham dự. Club World Cup 2025 được tổ chức tại Mỹ vào tháng 6 năm 2025 theo thể thức mới. Giải đấu sẽ có 32 đội tham dự đến từ 6 châu lục. Tờ AS cũng đưa chi tiết khá rõ. Việc FIFA vẫn để trống một suất đội chủ nhà tham dự giải đấu Club World Cup vào năm 2025 có thể muốn để dành cho Inter Miami. Việc câu lạc bộ này góp mặt với sự hiện diện của Messi, Suarez, Sergio Busquets và Jordi Alba chắc chắn mang tới chất lượng và cơn sốt cho giải đấu của FIFA. Ronaldo vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng nghẹt thở. Phấn khích sau khi cùng Al Nassr vượt qua Al Shabab, trên mạng xã hội, Ronaldo đăng dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc." Lúc này, dòng trạng thái của Ronaldo trên Facebook đang nhận được gần 120.000 lượt cảm xúc của các fan và có gần 11.000 bình luận chỉ sau 2 tiếng đăng. Trong đó góp công vào thắng lợi của Al Nassr, Ronaldo thi đấu đầy cố gắng với 42 lần chạm bóng, có 4 cú sút, ghi 1 bàn thắng, 1 đường chuyền tạo cơ hội, 2 lần thắng tranh chấp, 3 lần bị phạm lỗi. Tổng cộng anh có 907 bàn thắng trong sự nghiệp. Ronaldo kể từ khi bước sang tuổi 30, chơi 527 trận, ghi 444 bàn và có 100 kiến tạo. Thống kê chỉ ra, CR7 thực hiện 19 quả phạt đền kể từ khi gia nhập Al Nassr và tỷ lệ thành công 100%. Đây là bàn thắng thứ 6 của siêu sao người Bồ Đào Nha tại Saudi Pro League mùa này. Đồng thời là pha lập công thứ 12 ở mọi cấp độ trong mùa giải 2024-2025. Ronaldo tiếp tục đứng thứ 3 trong cuộc đua giành giải vua phá lưới tại giải Saudi Pro League 2024-2025. Ten Hag, MU luôn cần Alex Ferguson. Huấn luyện viên Erik Ten Hag thừa nhận rằng nhà cầm quân huyền thoại người Scotland tác động lớn đến đội bóng và bản thân ông. Tất nhiên, điều đó, việc Alex Ferguson bị cắt hợp đồng, tác động đến chúng tôi. Sterling là Manchester United. Ông ấy đã xây dựng Manchester United thành đội bóng mà câu lạc bộ đang có ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng sức ảnh hưởng của Sterling là rất lớn. Sterling luôn muốn chứng kiến một Manchester United trở thành cỗ máy chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng ông ấy luôn sẵn sàng cho chúng tôi mọi lời khuyên. Chúng tôi sẽ cần Sterling như chúng tôi đã làm trong 2 năm rưỡi qua. Sterling Ferguson, người được xem như linh hồn của Manchester United, không còn tiếp tục nhận hợp đồng đại sứ trị giá 2,1 triệu bảng sau mùa giải 2024-2025. Quyết định này có lẽ là cú sốc lớn nhất cho người hâm mộ Manchester United. Nhưng ở tuổi 82, sức khỏe không còn cho phép Alex Ferguson xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện và ông cũng chia sẻ mong muốn chỉ tham dự các trận đấu mà không còn tham gia sâu vào các hoạt động khác của câu lạc bộ. Thomas Frank sẵn sàng thay Ten Hag ở MU. Thomas Frank được xem là một trong những ứng cử viên cho vị trí thuyền trưởng mới của MU nếu như họ quyết định sa thải huấn luyện viên hiện tại là Erik Ten Hag. Lúc này, ông thầy sinh năm 1973 đã để lại dấu ấn sâu sắc trong thời gian dẫn dắt Brentford. Trước đó, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City cũng đã có những lời khen dành cho Thomas Frank và tin tưởng người đồng nghiệp có thể thành công hơn ở một đội bóng có tiềm lực và tham vọng hơn Brentford. Trong buổi phỏng vấn mới đây với tờ TalkSport, Thomas Frank chia sẻ về việc được MU quan tâm. Luôn có rất nhiều tin đồn ngoài kia, nhưng lời đồn đại có thể đến bất cứ câu lạc bộ, huấn luyện viên hay cầu thủ nào. Chính vì thế, tôi tự đặt ra cho mình một số nguyên tắc riêng. Tôi sẽ không nói về cầu thủ nào không hoặc chưa từng thi đấu cho Brentford, bởi tôi không hiểu rõ về họ. Nên tôi sẽ không nói về cầu thủ ấy. Tất nhiên, MU là một đội bóng lớn và được họ quan tâm là điều tôi không thể làm ngơ. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Ở thời điểm ấy, tôi cho phép cái tôi của mình lên cao một chút. Ancelotti khẳng định chắc nịch về Mbappe. Kylian Mbappe trải qua quãng thời gian đầy sóng gió. Tiền đạo người Pháp nhận nhiều chỉ trích khi anh rút lui khỏi đợt tập trung tháng 10 của LPL. Song song đó, cựu sao PSG dính vào những tin đồn cáo buộc cưỡng hiếp xảy ra tại Stockholm, Thụy Điển. Sau lịch FIFA Day tháng 10, Mbappe hội quân trở lại cùng Real Madrid. Los Blancos sẽ có chuyến làm khách đến sân của Celta Vigo cuối tuần này. Chia sẻ với kênh báo chí, huấn luyện viên Carlo Ancelotti nêu quan điểm: Mbappe được lên lịch nghỉ ngơi trước đó. Sau đó, các cầu thủ có quyền tự do lựa chọn làm những gì bản thân muốn. Bản thân tôi đã đến London trong 2 ngày và không cần xin phép bất kỳ ai. Chúng tôi không có công ty du lịch nào để tổ chức những chuyến đi nghỉ mát cho các cầu thủ. Tôi nói chuyện với họ mỗi ngày. Tôi không nhận thấy Mbappe bị ảnh hưởng với các vấn đề bên ngoài sân cỏ. Thay vào đó, cậu ấy tràn đầy nhiệt huyết đóng góp cho đội bóng. Pep,
một phần trong tôi cũng đã rời đội theo Begristan. Pep Guardiola cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định về tương lai của mình tại Man City, đặc biệt sau khi giám đốc bóng đá Siki Begristan sẽ rời đi vào cuối mùa. Tôi khá chắc chắn rằng đội có phương án khi Siki Begristan rời đi. Họ cũng sẽ làm tương tự nếu tôi ra đi. Sớm hay muộn điều này sẽ xảy ra. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Tôi sẽ đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về câu lạc bộ. Cựu huấn luyện viên Barcelona cho biết ông cảm thấy buồn khi chứng kiến người bạn thân Siki Begristan chia tay Man City. Một phần trong tôi cũng đã rời đội theo ông ấy. Siki giúp tôi tạo nên một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới là Barcelona. Dù sao chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình. Man City cũng vậy. Hợp đồng giữa Guardiola và Man City sẽ hết hạn vào hè 2025. Đội bên vẫn chưa có động thái gia hạn. Đội chủ sân Etihad muốn chốt tương lai của Guardiola trong tháng 10. Thurston trở lại tập luyện sau chấn thương. Gần một tháng sau khi lên bàn mổ, thủ môn người Đức tái xuất trên sân tập Barcelona. Tất nhiên, Thurston chỉ có thể tập riêng cùng các bác sĩ. Anh chính thức bước vào quá trình tập hồi phục chấn thương. Theo chuẩn đoán ban đầu, thủ môn 32 tuổi phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2024-2025. Tuy nhiên, Thurston đặt mục tiêu trở lại sớm hơn so với dự kiến. Sau khi Thurston dính chấn thương, Wojciech Szczesny được Barca chiêu mộ thay thế. Gác khổng lồ xứ Catalan chỉ coi thủ thành người Ba Lan là phương án tạm thời với bản hợp đồng tới cuối mùa. Họ sẽ theo dõi quá trình hồi phục của Thurston, đồng thời đánh giá màn trình diễn của Wojciech Szczesny thời gian tới để đưa ra quyết định cuối cùng khi mùa giải năm nay khép lại. Bất chấp những khó khăn về lực lượng thời gian qua, Barca khởi đầu mùa giải mới ấn tượng khi thắng 8 trên 9 trận ở La Liga, qua đó có được ngôi đầu bảng. Nusa Marawi trở lại sau ca phẫu thuật tim. Trong trận hòa không đều với Aston Villa, Nusa Marawi gặp vấn đề về thể lực và đã bị thay ra đầu hiệp 2. Sau đó, cầu thủ người Mà Rồng được các bác sĩ kết luận bị rối loạn nhịp tim. Cụ thể, tim của anh đập nhanh hơn bình thường. Sau đó, hậu vệ mặc áo số 3 đã tiến hành ca phẫu thuật nhỏ để giải quyết dứt điểm tình hình. Giờ đây mọi chuyện đã ổn. Sau khoảng hơn một tuần nghỉ ngơi, Nusa Marawi đã có thể tập luyện trở lại bình thường. Tuy nhiên, Nusa Marawi vẫn cần thêm thời gian để có thể trở lại thi đấu. Ai cũng hiểu rằng sẽ không bao giờ được phép chủ quan với những vấn đề liên quan tới tim mạch. Nhiều khả năng Nusa Marawi không thể cùng MU ra sân đối đầu với Brentford vào cuối tuần này. Sự vắng mặt của cựu sao Bayern Munich khiến cho đội hình quỷ đỏ bị ảnh hưởng. Nóng, Romano cập nhật vụ Man United mua Davies. Một vài báo cáo tại Anh thời gian qua bất ngờ tiết lộ Man United đang nhắm đến bộ ba cầu thủ hiện thuộc biên chế Bayern Munich là Leroy Sané, Leon Goretzka và Alphonso Davies nhằm nâng cấp chất lượng đội hình sau khởi đầu chật vật mùa này. Trong đó, Davies được coi là phương án chất lượng thay thế hai hậu vệ trái hiện tại. Luke Shaw và Tyrell Malacia mẫn cảm với chấn thương đã không thể ra sân trong thời gian dài qua. Ngôi sao người Canada chỉ còn hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm sau, nên Quỷ Đỏ hoàn toàn có cơ hội để chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi với giá 0 đồng. Nhưng theo cập nhật mới đây nhất từ nhà báo Romano, thương vụ này chưa có nhiều tiến triển nổi bật. Một trường hợp thú vị, cho đến nay, tôi khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thông qua giữa Davies và Man United. Mọi thứ lúc này vẫn khá mơ hồ, chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nâng cao nào. Tương lai của Davies vẫn đang mở. Cần nhớ, Real Madrid cũng là một trong những câu lạc bộ tham gia cuộc đua.